Xin chào các bác nhé. Tiếp tục là một combo nữa. Anh em chúng em đang chuẩn bị để đi lắp đặt cho anh Hải ở Hòa Bình. Nhưng mà trước khi đi thì luôn luôn sẽ có những cái khâu chuẩn bị như thế này để test hàng rồi kiểm tra cũng như dán tem bảo hành cho anh Hải. Thì các bác và anh em có thể tham khảo cái cấu hình cao kê của anh Hải ngày hôm nay. Bộ của anh Hải thì gồm có chỉ có 4 thiết bị thôi đúng không? Loa này, quả trầm này, đẩy liên vang X23 này và cặp bích không dây. Chỉ có 4 thiết bị như vậy thôi. Nhưng mà đảm bảo các bác và anh em là bộ này nó hay không thua kém gì phòng hát đâu. Thậm chí hay hơn phòng hát. Nếu như mà những phòng hát mà không biết căn chỉnh và sử dụng những thiết bị không đồng bộ thì chưa chắc đã lại được cái bộ này. Và cái bộ này thì giá rất là hợp lý cho một cái bình cao kê chuyên nghiệp và đáp ứng được rất nhiều những tiêu chí hát hay, bày đẹp, giá hợp lý trong túi tiền, vừa túi tiền. Đôi loa B12, một cái thiết kế rất đẹp, sang trọng, giới thiệu lại cho các bác và anh em cùng tham khảo một lần nữa. Đây, nhìn tổng hòa, cái thiết kế nó rất đẹp, sang trọng, thiết kế vuông vức, các led đường nét thì bo tròn, màu vân gỗ cực kỳ sáng bóng, đẹp, rất là nổi bật trong không gian gia đình của chúng ta. Và khi tháo e-căng ra chúng ta sẽ thấy được một cái thiết kế cũng cực kỳ là độc đáo, một cái bát 30 gân vải tẩm dầu, cực kỳ uy lực các bạn nhé, bát đánh rất lực, hai lỗ đồng hơi phía trước, một cái loa xếp kèn, hai loa luôn. Thiết kế dạng đối xứng nên là chúng ta để bên trái bên phải đều ok như nhau các bác nhé. Đấy, đấy với dương đơn 12, B12 này chất âm cực kỳ hay, trong trẻo, sạch sẽ, ngọt ngào, hát cực kỳ hay luôn. Đó là một trong dòng loa chuyên karaoke mà có thể treo nhờ cái ốc chờ sẵn ở đây, hoặc là có thể để ngay trên giá trên kệ này. Giá này thì anh em có thể mua thêm các bác nhé. Và dưới đây là một chiếc loa siêu trầm Monster phiên bản bass 30, công suất cũng rất là mạnh mẽ, lên tới 500W, tiếng bass rất sâu, mềm mại, màng tổng hợp, màng có cái độ rất là cứng và đánh rất chính xác, phản hồi cực kỳ nhanh. Và cái e-căng của nó thì thiết kế dưới dạng là đóng ngược như này, và đinh thì được ghim luôn trên mặt của nó, và nên là làm cho e-căng nó rất là phẳng phiu, nó không bị gãy trong quá trình vận chuyển. Một cái thiết kế rất đẹp luôn, và cũng màu gỗ giống với màu B12, bóng đẹp và vuông vức, rất là nam tính. Phía sau thì là hệ thống kết nối và điều chỉnh rồi, lỗ thông hơi ngay phía sau đây. Đấy. Nó với B12 là một cặp, anh em chờ sinh ấy. Và tiếp theo đây, ở trong bộ dàn này thì em đang sử dụng một cục đẩy liên vang tích hợp tất cả trong một đây. Phiên bản này có thể nói là phiên bản mới nhất bây giờ. Tại vì anh em mua các thiết bị lỗ cộ ghép lại với nhau nó không bài bản, không ăn khớp nhau ấy. Ví dụ như là mua đẩy một hãng vang, một hãng nâng tiếng, một hãng lọc xì, một hãng dây vân, ghép lại lung tung với nhau nó cho thành một cái hệ thống hỗn độn và nó không ăn khớp hòa nhập với nhau, và chưa kể nó tốn rất là nhiều tiền, tốn cả những cái chi phí đầu tư chúng ta rất là nhiều khi chúng ta chỉ cần mua một cục đẩy này thôi. Giá của nó đang là 15 triệu đồng các bác nhá. Một phiên bản tích hợp có cả giải mã này, vang số này, và rất nhiều cái chế độ hát được cài đặt sẵn ở trên này. Có tận 6 chế độ, và trong đó 3 chế độ hát và 3 chế độ nghe nhạc. Hoàng Long chuyên đã cài sẵn cho chúng ta trên điều khiển này, và tất cả mọi thứ đều tăng giảm trên điều khiển được, tăng giảm của nhạc, tăng giảm của mic, rồi tăng giảm hiệu ứng, tăng giảm bass chép luôn ở trên điều khiển. Ở phiên bản này cũng đầy đủ các cổng kết nối như Bluetooth, cổng quang, đầu đọc USB. Và cái phiên bản này thì chất âm của cái kết nối Bluetooth và cổng quang cực kỳ hay các bác nhé, nó hay hơn rất nhiều so với các phiên bản đẩy dàn ba trước, chất âm nó tương đương như chúng ta đang cắm dây luôn. Và trên cùng là một cặp mic không dây 321 phiên bản màu đen, để chúng ta có thể thấy đồng bộ luôn cả về thiết kế, màu sắc, và tay mic của nó thì cũng rất là đồng màu với cái mặt của cái cục đẩy. Cái phiên bản này thì trang bị tới 4 dầu sóng rất là khỏe, ổn định nhá. Đây hiện tại thì em test nhanh nên em chưa lắp cái anten. Và cái vấn đề kết nối thì anh em cũng rất là dễ sử dụng thôi, dễ kết nối thôi. Ở đây thì có hai đường ra loa đây, anh em có thể cắm qua đường bắp chuối này, hoặc là đấu qua đường Newtrick ở đây. Nó có hai đường ra nữa để chúng ta đánh với các đẩy khác, loa khác, rồi đánh loa center, loa siêu trầm. Đấy, cũng có thể lấy loa siêu trầm dưới dạng bông sen và loa center dạng bông sen đây. Cổng cắm mic phía sau, lỗ thắt hơi sang sau đây. Rất đơn giản như vậy thôi. Rồi, và ngay sau đây thì mời các bác và anh em cùng nghe thử cái chất âm bộ dàn cao kê ngày hôm nay nhé, qua các cái thể loại nhạc, từ nhạc không lời, nhạc có lời, DJ remix, bolero, vân vân. Xin mời.
bọt hay. Vâng, vì thời gian có hạn nên là em xin phép được test một đoạn ngắn như vậy để cho các bác và anh em cùng tham khảo cái cấu hình karaoke ngày hôm nay. Nếu như các bác và anh em có nhu cầu muốn mua sắm những bộ dàn combo như thế này hoặc là những bộ dàn từ bình dân cho tầm trung hay tầm cao cấp, có thể để lại ngay số điện thoại, chúng em sẽ tư vấn cho các bác và anh em cụ thể hơn. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Long trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, theo dõi trên fanpage, trên YouTube của Hoàng Long chúng em để cập nhật thường xuyên những video, những sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.